Sau một thời gian dài, cụ thể là mấy tháng, Marvel đã quay trở lại với một thời đại mới, một kỷ nguyên mới với những bộ phim mới. Chất lượng ra sao thì không biết, nhưng thánh chiến giữa các DC con và Marvel con lại tiếp tục bắt đầu. Lần này cuộc chiến có vẻ hạ nhiệt rất sớm, vì người kiến Quantum Mania không có quá nhiều điều để nói. Không nữ quyền, không da màu, không phải phim tri ân, không màu phim u tối. Chỉ là một bộ phim siêu anh hùng hạng B, mang yếu tố gia đình và một mô típ phim an toàn, khiến việc đánh giá của bộ phim từ hai phía diễn ra nhanh hơn. Nhưng có một thứ mà mấy ông đem ra cãi nhau còn hơn cả kịch bản phim, đó là tại sao ông Kang lại yếu đến vậy? Sao phản diện lớn tiếp theo của Marvel lại là một trấn bé đù? Sao profile khủng thế mà lại thua cả con kiến? Trả lại Thanos được không? Đây sẽ là video bạn cần để trả lời tất cả những câu hỏi trên và hiểu hơn về ông Kang đù, hay cái tên bớt hèn hơn là Kang chinh phục. Về lịch sử của Kang, nguồn gốc của hắn là một người du hành thời gian từ tương lai, và điều đặc biệt là hắn tồn tại ở nhiều nhân dạng, tại nhiều vũ trụ và nhiều dòng thời gian khác nhau. Nên việc hỏi xem ông Kang là con ai, nhà ở đâu và sinh năm bao nhiêu là khá khó, tại vì bố Kang này nhiều bản thể quá, đi đâu cũng gặp một đứa tên Kang. Tần suất xuất hiện còn nhiều hơn cả ông Liêm, nên nếu có bản luận về Kang thì phải nói rõ là ông Kang nào trước đã. Vậy câu hỏi đặt ra là Kang có mạnh không và mạnh ở cái gì? Kang rất mạnh, mạnh hơn Thanos là cái chắc, và Fang Avenger như con thật. Nhưng điều đáng nói là Kang chả có sức mạnh gì cả. Kang là một người thường, một người chấn mắt thịt, đấm nhau tay đôi với Captain cũng thua. Vậy thế là mạnh chưa? Có mạnh, thể chất không có thì ta xài hack, ta bơm trang bị, ta nạp tiền. Kang có trí tuệ thiên tài và một khả năng thống trị ăn sâu vào trong máu, thế nên là hắn mới có tài chinh phục thế giới. Mà để làm được thì hắn cần một bộ giáp cực xịn, có đầy đủ khả năng pro nhất mà mọi người nghĩ là một bộ giáp có thể làm. Tạo chấn động, triệu hồi vũ khí, dịch chuyển không gian, thời gian, thậm chí là chuyển sinh sang cơ thể mới nếu cơ thể cũ gặp nguy hiểm. Và còn có cả một lõi để du hành xuyên không thời gian mà bị hỏng không tự sửa chữa được. Nói chung Kang rất mạnh, mạnh khùng mạnh điên. Và vì sao hắn lại thua một con kiến ư? Chắc chắn là do tên phim rồi. Người kiến và chiến Minh Ong mà, có phải người Kang nào thắng kiểu gì? Thôi đùa đấy. Thực ra là có lý do cho việc tại sao Kang lại yếu một cách thảm hại. Để giải thích thì ta cần phải nói rõ về kèo người kiến và Kang đã. Cái sai đầu tiên của Marvel là cho Kang đối đầu với người kiến. Ừ thì họ muốn giới thiệu về lượng tử giới, và Kang là một ông mắc kẹt trong lượng tử giới. Và ai có quyền được truy cập vào lượng tử giới một cách thoải mái ạ? Chắc chắn không phải Iron Man, ông ấy chết rồi còn đâu. Nên người kiến phải đảm đương trọng trách này. Để rồi một tình huống cực kỳ khó hiểu xảy ra, khi một kèo cực lệch diễn ra, và đạo diễn sẽ phải nghĩ ra một cách gì đó để kết thúc trận chiến này một cách hợp lý nhất. Wow, các ông biết rồi đấy. Chắc chắn đạo diễn người kiến là người không làm được. Nếu hai đối thủ cân kèo với nhau, trận chiến sẽ cực kỳ hấp dẫn và sẽ có kết thúc hợp lý hơn rất nhiều. Rock Lee đấu với Gaara xem, ai chê? Gohan và Cell chê kiểu gì, đúng không? Vậy vấn đề ở đây không phải là Kang không mạnh, mà là Kang được xếp với một nhân vật chính quá yếu, khiến việc thua cuộc là một điều rất là nhảm nhí, không ai chấp nhận được. Ừ thì những trận chiến kia là của những nhân vật phụ, ai thắng ai thua cũng chưa phải hồi kết. Nhưng đạo diễn có một tỷ cách để kết thúc của Kang được hoành tráng hơn mà. Tại sao hắn lại nhất định phải thua, phải bị đánh bại và chết dưới tay một siêu anh hùng chỉ biết biến to biến nhỏ như người kiến? Đường đường là một kẻ chinh phục hàng vạn thế giới, giết hàng ngàn Avenger, trong đó có cả Thor, 1v100 với tất cả các biến thể Kang khác. Dù thua cuộc nhưng mà dám chơi hội đồng thì trình độ chắc chắn không phải bàn. Kể cả nếu Kang có mất hết giáp đi chăng nữa thì Scott cũng chưa có tuổi, vì trải qua bao trận chiến, kinh nghiệm chiến đấu của Kang cũng không ít, nên không thể nào đấm tay đôi thua với một thằng trộm được. Giờ mà tôi cho Sasuke đấm 4 vị Kage xem các ông có đào nhà tôi lên không. Về điều này thì thông qua một số thuyết âm mưu tôi đọc được ở trên mạng và tôi tự suy ra thì có thể giải thích như sau. Đầu tiên là bộ giáp của Kang rất lỗi, nhưng nơi hắn đang ở lại là lượng tử giới, một thế giới mà các Kang bên trên tự tin là sẽ kìm hãm được sức mạnh của hắn và giam cầm hắn tại đây. Chứng tỏ lượng tử giới đã khiến Kang yếu đi, không phô diễn được toàn bộ sức mạnh, hoặc là do sức mạnh sẽ có giới hạn, không sử dụng được liên tục. Thanh nộ không đầy và chiêu AOE thì quá tốn mana. Thứ hai là do feed mồm quá nhiều từ các nhân vật khác. Kang có thể mạnh, chính hắn cũng khẳng định điều đó, nhưng qua mồm của các nhân vật khác, hắn được tôn lên thánh thần, vì đơn giản không ai biết nguồn gốc của hắn là gì cả, nên không dám chắc về những định kiến đưa ra. Chỉ biết đơn giản là lúc nào hắn xuất hiện là đem lại kinh hoàng, chết chóc. Chưa kể đám lính của Kang cũng rất đông, dù toàn creep vô dụng, bao xác che đạn cho Kang, nhưng số lượng đè bẹp chất lượng, và sự tuân lệnh cũng sẽ dễ dàng chiến thắng được sự thiếu dũng cảm của quân cách mạng. Thứ ba, đối thủ của Kang không phải là người kiến Scotland, mà là một xã hội kiến đã sống dưới lượng tử giới 2000 năm, một xã hội đã phát triển đến nền văn minh cấp độ 2. Ai mà hay tìm hiểu về vũ trụ sẽ biết các cấp độ văn minh của nhân loại mà nhà vật lý học Nikolai S. Kardashev đưa ra. Và nền văn minh cấp độ 2 cho phép nhân loại khai thác được năng lượng của hẳn một ngôi sao. Để dễ so sánh thì con người vẫn đang ở nền văn minh cấp độ 0 và khoảng đâu đó gần cấp độ 1, vì hiện tại chúng ta còn chưa khai thác hết 100% trái đất. Có nghĩa là bọn kiến này thành tinh hết rồi, có phải kiến cởi chuồng như trên mặt đất đâu. Bọn này dùng laser,
mặc áo trùm cuối với công nghệ các thứ ùa vào úp một phát lên đầu Kang thì làm sao mà đỡ được. Xong rồi còn bị MODOK ôm bom cảm tử. Các ông cứ nghĩ các ông có một khẩu AK đi. Các ông sấy chết 100 đứa thì các ông thay đạn. Trong lúc thay đạn thì 100 đứa khác lao vào đấm các ông. Nếu mà Kang có dùng skill diện rộng đi, tung 3 phát hết mana, xong còn mất thời gian tụ trưởng các thứ, không thể nào ăn được. Biết đâu mấy nền văn minh mà Kang đánh bại chỉ là mấy nền văn minh cùi cùi sao. Xong rồi đến khi Kang trừ 99 thì mới hợp lý hóa cho Scott xuất hiện. Lúc này thì vẫn chưa cân lắm đâu, chỉ là Scott không bị ao trình quá thôi. Anh đấm nhau vẫn còn thua Kang, vẫn bị hắn đập cho rúi đầu xuống đất. Thế là Hope mới quay lại để cứu Scott. Cô cầm súng đối đầu với một người thường thì đương nhiên là cô thắng rồi. Cái sai to nhất ở đây là Marvel đã cho Kang biến mất, có khi là hẻo luôn. Và Scott trở lại thế giới thực một cách quá đơn giản, nên người xem mới sinh ra ác cảm. Chứ tôi thấy giao tranh kể dạng hợp lý rồi, có rất nhiều lựa chọn khác cho Kang. Hắn hoàn toàn có thể không chết và tiếp tục ở lại lượng tử giới chờ đợi thời cơ tiếp theo. Hoặc là hắn sẽ đến được thế giới thực, nhưng mà hắn sẽ mất hết mọi thứ và phải xây dựng lại từ đầu. Nhưng không, đạo diễn cứ phải bảo là chết cơ, để ông ấy còn có lý do giới thiệu 1 tỷ ông Kang đa vũ trụ khác. Và lấy lý do là còn nhiều Kang lắm, mỗi phim đánh với 1 Kang, phim Avengers tiếp theo đánh với 100 Kang, đánh nhau 24 tiếng chưa hết phim. Đó cũng không hẳn là ý hay, tôi nghĩ làm thế thì loãng quá. Chưa kể trong after credit của Shang-Chi, có một chiếc kén đang phát tín hiệu liên quan đến thập nhẫn. Ai xem phim thì nhìn cái tàu của Kang cũng đều nhận ra là cái này có liên quan đúng không? Nhưng mà rồi Kang này cũng đi luôn rồi. Tự nhiên cái after credit của Shang-Chi nó bị cụt ấy, chả có tí hào hứng nào. Nhưng mà thôi, đạo diễn đã cố nớp Kang đến thảm hại và bắt Kang phải chết. Thì Marvel đã có phương án backup là rất rất nhiều Kang khác xuất hiện. Và có nhiều biến thể của Kang còn mạnh hơn rất nhiều so với cái ông ở trong lượng tử giới. Đã thấy mấy biến thể này còn hợp tác với nhau, chứ không phải cái tôi cao như ông Kang kia. Dự là sẽ có một trận chiến khó khăn mà các Avenger phải đối mặt. Mà như tôi đã nói rồi đấy, phim Avenger 24 tiếng, một vài Kang đã xuất hiện trong after credit và khả năng cao sẽ đóng vai trò quan trọng tiếp theo trong vũ trụ điện ảnh Marvel. Đầu tiên là ông Kang giọng như cảm cúm đứng giữa này là Immortus. Cơ bản thì ông này kiểu mạnh nhất song lãnh đạo các thứ. Ông có giáp xịn sò này chắc là Scarlet Centurion, một phiên bản Kang với giáp xịn sò hơn và chắc chắn không dễ vỡ khi bị kiến cắn. Ông thứ ba này là Ramatut, một phiên bản Kang du hành về Ai Cập để chinh phạt. Ông này khả năng cao sẽ xuất hiện trong Moon Knight phần 2, vì Ai Cập mà chắc phải có tí liên quan chứ. Còn cái ông Kang mà Loki gặp ở After Credit 2 tôi cũng không chắc lắm, ai biết thì hãy comment ở bên dưới. Nhân tiện thì còn một vài Kang khác chắc chắn sẽ xuất hiện trong thời gian sắp tới, như là Iron Lad, hậu duệ của Iron Man, cũng là một biến thể anh hùng của Kang sau khi nhận ra mình ở tương lai trở thành kẻ xấu. Các ông nhớ thằng cu này trong đám tang Tony không? Thấy bảo nó là Iron Lad ấy, và nó da trắng, còn Kang da màu tôi cũng không biết nữa. Và người cuối cùng mà ai cũng mong mỏi xuất hiện trong MCU, Doctor Doom, cũng là một biến thể của Kang, tính ra cũng đáng mong chờ ra phết. Anh em không phải lo việc ông Kang chết đâu, vì còn cả đống Kang xịn sò khác tiếp theo đó cơ. Và đó là toàn bộ giải thích của chúng tôi về sự yếu kém thảm hại của Kang trong Người Kiến và Chiến Binh Ngong Quantumania. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc hay giải thích nào hợp lý hơn, hãy comment ở phần bên dưới. Và tôi còn quại, xin chào và hẹn gặp lại.